Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Thiên Sơn Cầm. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách nuôi chim vành khuyên non giúp cho chim khỏe mạnh, lớn nhanh mà không bị chết nhé. Chim vành khuyên hiện nay là một cái loại chim mà được ưa chuộng bởi vì vẻ đẹp cũng như giọng hót cực kỳ hay. Người chơi chim vành khuyên thì có thể lựa chọn mua chim bổi già về thuần, nhưng cũng có những cái người mà lựa chọn là gì? Nuôi chim non. Vậy thì chúng ta phải biết cách nuôi đúng không ạ? Với những cái chim vành khuyên non thì thường được bắt trên rừng này. Khi chúng đang lông ống hoặc đang tập bay chuyền, loại chim này về chăm nom thì cũng khá đơn thuần. Chỉ cần hòa cám sột sệt rồi bón, thi thoảng chăm thêm sâu dế. Các bạn có thể tham khảo thức ăn dành cho chim cảnh Thiên Sơn nhé. Ghé thăm fanpage Thiên Sơn Cầm cũng như là website thiensoncam.com để có thể tham khảo về những sản phẩm của Thiên Sơn. Và ưu điểm của nuôi chim vành khuyên non đó chính là chim sẽ khá dễ thuần, sâu dế tự do. Nếu được chăm nom và giả dễ tốt thì chúng cũng hoàn toàn có thể đi tranh tài thông thường nhé. Tuy nhiên nếu bạn không biết chăm thì rất dễ chim sẽ bị chết. Với thức ăn thì các bạn có thể dùng thức ăn, tận dụng những cái đồ các bạn có ở nhà. Hoặc nếu không thì các bạn có thể mua thức ăn cho chim cảnh Thiên Sơn, giúp cho chim có thể đầy đủ chất dinh dưỡng. Cứ khoảng 20 đến 30 phút thì chim các bạn có thể sẽ bị đói, cho nên các bạn có thể bón từng chút một nhé. Với nước uống thì sao nhỉ? Nước uống thì nên cho uống nếu thấy cần thiết. Nếu bạn cho chim ăn cám khô hoặc cám pha không được loãng thì cần phải bổ sung thêm nước. Khi ở trên rừng thì chim mẹ nó đã tự bón rồi, nhưng mà khi mà chúng ta nuôi thì chúng ta phải chủ động bón. Chúng ta cũng nên tắm cho chim. Thời gian tắm là sau 12 giờ trưa và tắm ở nơi thoáng mát. Các bạn có thể tham khảo nước tắm Thiên Sơn nhé. Rồi, hy vọng rằng video này đã có thể giúp các bạn phần nào hiểu thêm về cách nuôi chim vành khuyên non. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thiên Sơn. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì có thể ghé thăm fanpage của Thiên Sơn Cầm cũng như website thiensoncam.com. Hy vọng rằng video này đã có thể giúp ích cho các bạn phần nào về cách nuôi chim khuyên non. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Thiên Sơn Cầm.